Xin chào tất cả các bạn và chúng ta lại gặp nhau trong bản tin Mac Daily ngày 5 tháng 11. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, Samsung sẽ ra mắt chiếc điện thoại đắt gấp 3 lần iPhone 7 Plus và Adobe ra mắt Photoshop Fix và Photoshop Sketch cho Android. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin cụ thể cho các bạn. Gần đúng một năm kể từ khi ra mắt chiếc W2016, cũng như vô số tin đồn rò rỉ trong suốt thời gian nửa năm qua, thì vừa qua Samsung đã chính thức làm mới dòng điện thoại nắp gập siêu cấp của họ với phiên bản mới nhất mang tên Samsung W2017 tại Trung Quốc. Samsung W2017 có vẻ ngoài rất sang trọng, với khung kim loại cùng hai mặt kính bo cong giống người anh em Galaxy S7S. Nó có một kích cỡ khá xôi thịt với các số đo lần lượt là 127,8 x 61,4 x 15,8mm cùng cân nặng lên tới 208g. Giống như người tiền nhiệm của chiếc W2016, chiếc W2017 cũng được hưởng đặc sản của Samsung là mang đến các thông số kỹ thuật cao cấp bậc nhất thị trường trong một thiết kế nắp gập vỏ sò cổ điển. Cụ thể, Samsung W2017 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 820, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và có thể mở rộng thêm 256GB thông qua thẻ nhớ microSD. Thiết bị nổi bật với hai màn hình 4.2 inch Full HD công nghệ Super AMOLED, camera chính 12MP khẩu độ f1.9, hỗ trợ quay video 4K, camera phụ 5MP hỗ trợ mạng 4G LTE cùng viên pin dung lượng 2300mAh. Các chi tiết kỹ thuật còn lại của thiết bị này cũng khá tương đồng với các flagship của hãng trong năm nay như màn hình OLED, đầu đọc vân tay và hỗ trợ cả sạc không dây lẫn sạc nhanh. Tuy nhiên, chiếc điện thoại này chỉ được Samsung cài đặt hệ điều hành Android 6.0.1 Marshmallow chứ không phải Android 7 Nougat mới nhất. Samsung W2017 sẽ được bán ra sớm tại Trung Quốc và đây cũng sẽ là thị trường duy nhất mà thiết bị này sẽ được phát hành. Về giá bán, Samsung sẽ tiếp tục thể hiện đẳng cấp hơn cả iPhone 7 Plus trên chiếc điện thoại này khi áp dụng cho nó mức giá lên tới 2.953 đô, tương đương với 66 triệu đồng, tựa đắt gấp đôi so với người tiền nhiệm Samsung W2016 vốn chỉ được bán ra với giá 1.476 đô và đắt gấp 3 lần một chiếc iPhone 7 Plus 256GB. Hãng Adobe mới đây vừa ra mắt thêm hai ứng dụng phục vụ chỉnh sửa ảnh và đồ họa nhanh cho họ trên nền tảng Android với tên gọi là Photoshop Fix và Photoshop Sketch nhằm giúp người dùng có thể chỉnh sửa ảnh nhanh hoặc vẽ phác thảo ngay cả khi đang di chuyển. Về đặc điểm, Adobe Photoshop Fix cho phép người dùng có thể làm một số bước chỉnh sửa ảnh phức tạp trên di động, thậm chí nó cũng cho phép truy cập vào kho ảnh của bạn đang chỉnh sửa trên máy tính bàn, miễn là cả hai được kết nối thông qua dịch vụ đám mây Creative Cloud của Adobe. Photoshop Fix đi kèm với một loạt tính năng hữu ích như chỉnh sửa hoặc xóa nội dung thừa trong bức ảnh nhờ vào khung cảnh xung quanh, kiểm soát độ tương phản, độ bão hòa màu. Sau khi chỉnh sửa, bạn có thể gửi trực tiếp lên tài khoản đám mây Creative Cloud và chỉnh sửa sâu hơn với Photoshop CC trên máy tính. Trong khi đó, Photoshop Sketch lại là một ứng dụng hoàn toàn khác với việc cung cấp các công cụ vẽ vời cho phép người dùng sáng tạo nhanh trong khi đi đường. Photoshop Sketch cũng tích hợp nhiều tùy chọn chuyên sâu phục vụ đồ họa nâng cao như vẽ dạng chồng lớp hay cho phép chia sẻ với Photoshop CC. Hiện tại cả hai ứng dụng này đều có sẵn và đang miễn phí trên Google Play. Trong khi Photoshop Fix yêu cầu hệ thống chạy Android 5.0 trở lên thì Photoshop Sketch lại tương đối dễ thở, chỉ từ Android 4.4 trở lên mà thôi. Nếu là một người dùng thường xuyên sử dụng ứng dụng trả phí của Android thì bạn hẳn không còn lạ với chuyện đăng ký một lần, giữ giá cả đời của các ứng dụng trên hệ điều hành này. Thậm chí là cả với các ứng dụng lỗi thời có tuổi đời lên tới cả chục năm vẫn sở hữu mức giá tương đương một phiên bản ứng dụng khác tương tự nhưng được xây dựng trên một nền tảng mới hơn ở hiện tại. Và rõ ràng là điều này hoàn toàn bất lợi trong môi trường doanh nghiệp, dẫn các lập trình viên. Google đã chú ý tới điều đó. Tại một sự kiện dành cho các nhà phát triển vừa qua, công ty phần mềm Mỹ đã công bố kế hoạch sửa đổi chương trình đăng ký phát triển ứng dụng Android có trả phí để các nhà phát triển có thể cung cấp cho khách hàng ứng dụng của họ một mức giá linh hoạt và thay đổi theo thời gian. Google tin rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho người tiêu dùng và các nhà phát triển khi người dùng có thể sử dụng ứng dụng với chi phí thấp hơn, còn nhà phát triển chưa cần phải xây dựng hệ thống thanh toán cho ứng dụng của họ lại từ đầu. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai, còn hiện tại thì Google vẫn chưa có động thái tích cực nào cho thay đổi trên. Có vẻ như dòng điện thoại Modul đang phải vật lộn vất vả để nhận được sự công nhận từ thị trường hay thậm chí là ngay trong nội bộ công ty làm ra nó. Lenovo và Motomod đang nằm trong tình trạng trên. Cách đây chỉ vài tháng, công ty chủ quản của thương hiệu Motorola vẫn còn rất hào hứng khi tuyên bố sẽ thay đổi thị trường với ngôn ngữ thiết kế Modul kiểu mới của họ. Thậm chí còn tiến hành một chiến dịch gây quỹ và phát hành cả bộ công cụ phát triển để kích thích khả năng sáng tạo trong cộng đồng người dùng yêu thích công nghệ.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của cả Lenovo và Motorola, tất cả mọi thứ dường như đã bị quên lãng nhanh chóng và người ta vẫn nhìn nhận những chiếc điện thoại Moto mới với những con mắt tiêu cực như giá đắt, thời lượng pin kém, thiếu jack tai nghe 3.5mm hay thiết kế thiếu thuyết phục để được coi là modun. Cần phải nhìn nhận rằng Moto Mode là một ý tưởng có tiềm năng, nhưng nó chưa đủ tốt để người dùng hay cả giới phê bình có cái nhìn tốt ban đầu như chiếc LG G5, một siêu phẩm xếp hình thất bại khác. Và có vẻ như ngày Lenovo đóng cánh cửa cho Moto Mode sẽ không còn xa nữa và sẽ dần dịch chuyển đầu tư sang các ý tưởng thiết kế khác có tiềm năng hơn. Vừa rồi là những thông tin của bản tin Mac Daily ngày 5 tháng 11. Các bạn yêu thích thông tin nào thì hãy cùng bình luận bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.